Đây xong. Chuẩn bị. Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Thùy Dương Sweden và cuộc sống Thùy Điển. Thì ngày hôm nay mình và hội người Việt Nam ở Thùy Điển sẽ tổ chức ăn mừng ngày lễ giữa mùa hè ở nhà chủ của mình. Và đây là nhà chủ của mình nha các bạn. Mình sẽ quay xung quanh cho các bạn xem sơ sơ. Thì ngày hôm nay tụi mình sẽ chơi lớn ăn mừng nguyên một con heo luôn nha các bạn. Con heo này đã được làm xong sạch sẽ và ướp gia vị luôn rồi. Bây giờ nhiệm vụ của tụi mình chỉ là bắt lên và nướng và đợi thôi. Ở bên Việt Nam nếu mà muốn ăn heo quay thì các bạn cứ ra đường và kiếm đầy luôn. Còn ở bên đây thì nếu mà muốn ăn các bạn phải tự làm như mình. Hoặc là cũng có người bán nhưng mà rất là hiếm nha các bạn. Với lại là họ bán loại heo sữa nhỏ thôi chứ không có loại heo to như thế này nữa. Bây giờ là đợi 5-6 tiếng đồng hồ nữa mới được ăn nha các bạn. Đây, đang trong quá trình quay. Đâm để cho chín đều à. Ui, nhìn nó đỏ ra kìa. Hiện tại ở Thụy Điển đang là mùa hè và nhiệt độ khoảng 25 độ nha các bạn. Cho nên đứng ngoài nắng nó cũng không quá nóng như ở Việt Nam. Ngày hôm nay là ngày 24 tháng 6, là một trong những ngày lễ lớn nhất ở Thụy Điển nha các bạn. Thì trong tiếng Thụy Điển gọi là Midsommar, nhưng trong tiếng Việt của mình thì gọi là ngày Hạ Chí. Ngày Hạ Chí ở Thụy Điển là ngày đánh dấu chính thức cái giai đoạn bước vào mùa hè nha các bạn. Thì mùa hè ở Thụy Điển nhiệt độ lúc nào cũng nắng và mát mẻ, và tới khoảng 10-11 giờ trời mới bắt đầu tối dần nha các bạn. Vào ngày này, theo tiệc khống của người Thụy Điển thì họ thường là tụ tập nhảy múa quanh cây nêu nè, rồi uống rượu vodka, rồi ăn cá trích. Ok, let's go. Giỏi luôn Julia. Trong quá trình chờ đợi không biết làm gì, mình sẽ quay cho các bạn xem hội người Việt của mình nha. Con muốn ăn hả? Con cái nè. Ok. Con xin mua được hái. Dâu cái non không ạ? Vừa mới hái. Đi mới hả? Vợ thì sắm đi mới ha. Chắc bánh mì, bánh mì. Đây à, ai mấy năm trước cho em coi nè. Anh chủ sẽ trình bày ạ. Thôi à, anh Yên nè, đó, ở trái đâu á. Thôi mới qua Thụy Điển nè. Mới qua Thụy Điển mấy tháng nè. Lúc mới qua Thụy Điển đó. Rồi này là bắt đầu mấy tháng nè. Ủa này là ai? Này ca sĩ. Trời ơi, anh này tứ dữ ấy mà đi Hồng Kông rồi luôn mà. Nắm tay. Tôi nhắc cái này tư liệu quý rồi. Rồi này biết nhỏ nào nhỏ nào? Ủa sao quen vậy ta? Nini. Nini là ai? Nhỏ ca sĩ Nini á. Đi theo á, cái kéo cái cánh dài này nè. Ông chủ mặt rồi tên này vô. Ông biết ai không? Ba cái hình. Ba cái hình đầy của anh mình đâu có lưu được đúng không? Ở đó là bù sẽ. Này chụp anh là Quy. À, còn đây đám cưới của bạn à, trong tiệc là nè, đó anh với ông này là bầu xô nè. Đám cưới ông nè. Ghi âm này quen quen thì ông hào quá. Bạn không đó, mấy ông này toàn quen quen không à. Tóc gì mà dữ vậy. Gắt rồi không, cái này không phải dạng vừa rồi chủ phong cách này lúc anh đi trong đài á nè, anh rẻ
Còn quay cái đẹp không nhờ. Vậy đó là những chuyện được bắt. Chỗ này ở trong ly xe bay nè. Tiếp tục kiểm tra tình hình của con heo nha các bạn. Khúc này là cũng nướng được nửa đường rồi nè. Ngon lắm luôn á. Con heo này. Con heo bị phỏng rồi. Ừ, heo bị phỏng. Heo bị phỏng hả? Con heo bị gì? Sorry. Bị phỏng treo chết chè luôn. Đây là con heo bị phỏng đây. Xuống hả? Xuống không? Không ạ. Đúng rồi, đút cây sắt vô cho giống vậy nè nè nè. Ừ, rồi mình chịu cho chịu cho nó vô cái ngàm á. À giờ dở lên. Đó rồi, đúng rồi. Thôi rồi. Không. Đây họ bị khô. Đâu? Hả? Nếu như nướng đây phải lăn. Nếu như mà muốn miếng nữa vô ăn. Đậm quá. Đó chín ngon. Bà cầm kìa nóng kìa. Đó chín ngon luôn á, cái cây xỉa. Ồ cái dai đâu có giòn. Đây chưa vậy. Không muốn ăn mà. Má đồ xuống bị liền luôn á. Giờ chuẩn bị quét à. Quét cho nó da nó hồng à. Lên xíu coi. Không kịp. Tới giai đoạn này. Cao nữa miếng nữa coi. À em sạc trọng á. Trọng cầm bắt đầu cái bóp vô ăn cái bắp. Được chưa? Rồi. Chuột má cái chuột này bóp ngon á. Nhỏ à. Ôi. Cái đụng đâu cần phải quét nữa. Dạ nó giòn. Nướng nướng đúng thì nó ấy gì thôi. Nó có điều. Này quay hủ công. Mà chiếm cái cây kia chổi mé bên đây mới được chứ ba. Mé bên đây. Trời ơi nó ngon. Muốn quét gì quét đi. Muốn xíu là lật cái đó lại cái nữa ngon. Trời ơi nó còn một chân mài. Mày đồ lông mi, nó lông mi nấu. Không cái gì mà chân mày đâu. Hả? Thì cái mỏ nó bị khét rồi đúng không? Nó bị cua không phải cái bóng. Chưa chín. Hai thứ à. Mặt công với nước cốt chanh. Không. Sao lại có muối vô nó mới. Có độ mặn chứ. Lại nó hộc muối lên. Con này mua nhiêu? 1.600. 1.600 à? Ừ, 16kg á. 16kg? Nướng là còn 10kg, 8kg à? Bắt 50 à? Ừ. Mất hết cái phần nước kìa. Nó xì mở ra hết rồi. Rồi bây giờ mày phải lật lại. Thì ông cứ quét đi trên đầu, đôi quét cái đầu chứ. Khỏi cho bà. Bùi. À, bà nghĩ gì đó. Bùi cây chịu không? Bùi, ừ. Nghiêng chút xíu nữa luôn. Nghiêng về bên đó chút xíu nữa luôn. Quét tới cái giò à? Được. Nè, chú Bảo qua dụng đi, có cọng kẽm nè. Đem kẽm cột vô cái cây sắt, cột đây cái. Nè, có kẽm ở ngoài nè. Đây, cho chú Bảo dịnh đi. Cái đầu này nó biết xử lý sao à? Hả? Đầu xử lý sao cho nó... Chúng xíu mình đưa... Chổng xuống. Đưa xuống. Nướng bánh mì đây. Cho nó về cái này đó. Mà ghi qua thấy nướng heo có nói gì không? Cái này thấy hấp dẫn mà. Không, mấy người thấy ăn thịt thì quay. Hổ ủ. Này chuẩn bị đồ để đi chặt đây. Da bự đâu. Con heo đã gần nướng xong rồi và sắp lên dĩa. Cho nó chín cái đít ta. Heo đeo mập dừa hả? Cút cút mấy ổ mì ra đưa mấy cây ra anh cút. Có lý lúc heo đeo mập dừa. Chiên vào đây. Đã hoàn thành. Em vô xẻ thịt. Tổng cộng 3 tiếng đồng hồ ăn. Chưa tới 3 tiếng à. Nhanh nè. Mẹ giờ cái cọng kẽm mới quan trọng nè. Gì gỡ ra chứ gì quan trọng chứ hả? Chưa.
thơm quá. Nó đứt rồi. Nó còn luôn máu luôn anh cậu. Ôi. Có cần chào. Sức ta đâu mà. Này chỉ có khúc đầu thôi. Chỉ có biết chạy 2 bánh thôi à, đúng không vậy bà? Nè, nó ai khúc giữa này cũng chín chín hết rồi. Nè, không? Mặt nằm heo quang mà không có hổ gì cả. Còn bây giờ cái khúc mà khúc mình ăn thì mình này bỏ vô. Dạ của em, dạ của em. Dạ của em. Em nghĩ nếu mà khúc này là bằng chín chín luôn. Thì bỏ vậy ra, mình giờ chặt ra đây, chặt ngang đi. Chết mẹ ơi. Hồi nãy mình có chửi gì cho ngó nẻo vậy? Có còn 2 chỗ bự cho mẹ nó hết. Là con nam chơi. Bắt đầu. Thì sau 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng heo đã lên mâm. Thì con heo lần này á, nó không có được chín hết nha các bạn. Cái phần đầu của nó còn sống, cho nên bọn mình đã cắt ra và giữ lại. Bọn mình chỉ ăn cái phần giữa cho đến khúc đuôi thôi. Giờ là tới giờ nhập tiệc thôi. Chúc mừng Miss Sam ạ. Hỏi hai ba vô đi. Miss Sam ăn rồi, hai 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 ba vô. Ăn để làm nữa kìa. Hai hai ba vô.